Cả Việt Nam xúc động khi huấn luyện viên Timor-Leste nghẹn ngào khóc hết nước mắt để nói điều đặc biệt này về Việt Nam tại SEA Games 32. Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau ở kênh Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, hẳn các bạn vẫn còn nhớ vận động viên điền kinh Félix Berto de Dios của Timor-Leste từng gây xúc động ở chào lửa Mỹ Đình năm ngoái đúng không ạ? Đó quả thực là một hình ảnh thật khó quên trong lòng người hâm mộ Việt Nam khi vận động viên này đã cầm quốc kỳ của Việt Nam và Timor-Leste dương cao, chạy quanh sân để ăn mừng chiến thắng để rồi trở về trong vinh quang và chào đón của người hâm mộ nước nhà. Năm nay, chàng trai khiến tất cả vẻ đẹp phục ấy lại tiếp tục bước vào hành trình chinh phục SEA Games 32 tại Campuchia. Và thế là tại đây, một phóng viên theo dõi anh chàng này đã tình cờ ghi lại một câu chuyện hết sức cảm động khi chính đích thân một người huấn luyện viên của anh ấy đã nói lời đặc biệt gửi đến Việt Nam chúng ta. Vậy hành trình SEA Games 32 của anh chàng vận động viên Timor-Leste gây sốt năm ngoái đã diễn ra như thế nào? Cũng như là vị huấn luyện viên của anh đã nói gì về Việt Nam? Hãy theo dõi trong video ngày hôm nay của chúng mình nhé! Các bạn ạ, năm nay khi SEA Games được tổ chức tại Campuchia thì có rất nhiều cổ động viên ở các nước lân cận. Trong đó có Việt Nam đã sẵn sàng đặt vé, lên đường sang tận sân thi đấu để cổ vũ cho đoàn thể thao nước nhà. Tất cả đã tạo nên không khí sôi động cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tuy nhiên, trái ngược với sự đông đảo của các đội khác thì những vận động viên Timor-Leste lại phải thi đấu trong sự cô đơn. Theo như tư liệu của một người phóng viên Việt Nam đã ghi lại tại hiện trường thì đội Timor-Leste hầu như không có cổ động viên nào. Duy chỉ xuất hiện hình bóng của một người phụ nữ rất đặc biệt, đó chính là bà Siva, huấn luyện viên đội điền kinh Timor-Leste tham dự SEA Games 32. Được biết là năm ngoái bà ấy cũng đã từng đến Việt Nam và đồng hành cùng học trò của mình làm nên kỳ tích. Phóng viên đã tiếp cận gần với vị huấn luyện viên này để chia sẻ nỗi cô đơn với bà, đồng thời muốn hỏi một số thông tin liên quan đến các vận động viên Timor-Leste. Hồi tưởng lại một chút năm ngoái tại SEA Games 31, vận động viên Félix Berto de Dios trở thành vận động viên Timor-Leste đầu tiên giành huy chương môn điền kinh SEA Games. Chưa hết thì anh còn xuất sắc giành cú đúp huy chương bạc 5.000m và 10.000m. Một mình trên sân khách thi đấu, sau khi về đích, vận động viên Timor-Leste đã cầm một lá cờ Việt Nam chạy đến và cùng ăn mừng với hai tuyển thủ Việt Nam là Nguyễn Văn Lai và Lê Văn Thao. Với ý chí chiến đấu ngoan cường và sự chân thật của mình, Félix Berto đã chiếm trọn tình cảm của người dân Việt Nam, sau đó trở về nhà với vô số món quà đặc trưng của mảnh đất hình chữ S. Đó là khoảnh khắc lịch sử mà Félix cũng như là bà Siva không bao giờ quên. Không chỉ vì tấm huy chương giành được mà còn bởi sự cổ vũ, tấm thịnh tình của người hâm mộ Việt Nam chúng ta dành cho chàng trai đến từ Timor-Leste xa xôi. Có lẽ chính vì vậy mà bà huấn luyện viên Timor-Leste ấn tượng rất tốt về Việt Nam. Chàng phóng viên Việt Nam đã kể lại như thế này. Chính vì biết ơn với tấm lòng của người Việt Nam từ SEA Games 31, thế nên khi tôi gặp bà ấy tại Morodok Teno, bà Casatina đã reo lên vui mừng. Bà ấy bất ngờ vô cùng khi tôi nói mình đến từ Việt Nam. Rồi bà vừa nói vừa xúc động, vừa dùng cử chỉ để bày tỏ tình yêu của mình cho Việt Nam. Bà ấy nói, đất nước, con người Việt Nam luôn ở trong tim. Tôi sẽ nhớ mãi Việt Nam, tôi muốn trở lại Việt Nam. Sau đó, bà ấy tiếp tục vẫy cờ để cổ vũ cho Félix đang thi đấu dưới sân. Giữa những tiếng hô Cambodia rất to của các vận động viên chủ nhà, bà Casatina hét đến khàn giọng, hy vọng phía dưới Félix sẽ nghe thấy. Trên đường chạy marathon, bà Casatina là người Timor-Leste duy nhất có mặt cùng vận động viên Félix Berto de Dios. Bà không đứng ở khu xuất phát, nơi có rất đông khán giả và giới truyền thông, mà tìm đến một nơi nào đó cách khoảng 700m. Có lẽ bà muốn ở một vị trí tách biệt để Félix dễ thấy hơn và nghe thấy tiếng cổ vũ của bà dễ hơn. Không biết rằng là hành động ấy càng nhấn mạnh sự cô độc của những người Timor-Leste. Có lẽ rằng với bà ấy, năm ngoái sống trong sự hòa đồng và yêu thương của Việt Nam, còn năm nay lại lủi thủi một mình thế này thật sự không so sánh cũng không được. Những lời bà ấy nói càng chứng tỏ rằng Việt Nam đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một nước chủ nhà. Câu chuyện này đã làm cho rất nhiều người Việt Nam cảm thấy ấm lòng, bởi lẽ bây giờ SEA Games 31 cũng đã trôi vào ký ức rồi, mà ở đâu đó vẫn còn những người nhớ về nó với một ấn tượng đẹp. Trên mạng xã hội Facebook khi câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi thì có nhiều netizen Việt Nam đã bình luận như thế này. SEA Games 31 ở Việt Nam mãi mãi là huyền thoại, còn năm nay ở Campuchia sao mà nó lạ lắm. Rất xúc động, dù khác quốc gia, khác văn hóa, nhưng chúng ta là một gia đình, cảm ơn đã nhớ về Việt Nam. Thực sự rất thương vận động viên Timor-Leste, mình không bao giờ quên hình ảnh bạn cầm lá cờ Việt Nam chạy trên sân Mỹ Đình, đó mới là tinh thần thể thao. Các bạn không hề đơn độc vì đã có những cổ động viên Việt Nam thân thiện luôn cổ vũ. Lời nói của bà huấn luyện viên này làm tôi tự hào về Việt Nam và yêu mến đất nước Đông Timor. Tiến lên bạn nhé, Việt Nam vẫn luôn dõi theo bạn. Quả đúng là như vậy, bởi lẽ nhiều ngày qua khi mà chứng kiến những màn rượt đuổi trên bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam đứng hạng nhất còn Timor-Leste lại đứng hạng cuối. Nhiều người Việt Nam chúng ta đã không khỏi xót xa. Và hầu như người Việt Nam ai ai cũng mong chờ là năm nay, anh chàng Félix liệu có thể tiếp tục tạo nên kỳ tích như năm ngoái hay không? Năm nay tại Campuchia,
anh ấy đã đặt mục tiêu tiếp tục gặt hái những thành tích cao hơn và hy vọng mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển điền kinh Timor-Leste tại SEA Games. Tuy vậy, thật buồn là anh chàng đã không thể thêm một lần nào nữa tạo nên kỳ diệu. Ngày 9 tháng 5, anh đã không thể giành chiến thắng trong nội dung sở trường 5.000m và chỉ về đích ở vị trí thứ 6. Đến chiều ngày 11 tháng 5, cự ly 10.000m là niềm hy vọng cuối cùng của Felix cũng như Timor-Leste. Năm ngoái ở Mỹ Đình khi ấy mới 23 tuổi, Felix đã về nhì với thành tích 32 phút 23 giây 91. Tuy nhiên, nỗ lực của Felix Bertaud-Dedies đã bất thành khi anh chỉ về thứ 5 với thành tích 32 phút 27 giây 76. Thành tích này kém hơn so với thành tích anh từng đoạt huy chương bạc ở SEA Games 31 ở Việt Nam là 32 phút 23 giây 91. Điều đáng khen ngợi là Felix đã cố gắng hết sức trong cuộc thi, dù kết quả không như mong đợi. Anh luôn cố gắng duy trì vận tốc và tìm cơ hội để vượt lên. Tuy nhiên thì các vận động viên khác từ Indonesia, Singapore và Myanmar đã quá mạnh và cán đích trước tiên. Mặc dù không giành được huy chương, nhưng Felix đã làm rất tốt và để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ rồi. Bởi vì các bạn biết không, các vận động viên của nước bạn phải tập luyện và ăn uống trong điều kiện cực kỳ khó khăn. So với mặt bằng chung của thế giới hoặc tại Đông Nam Á, cuộc sống của các cổ động viên Timor-Leste vẫn ở dưới mức tiêu chuẩn. Nơi tập luyện có thể là bãi biển đầy rác và sỏi, cũng có thể là trong sân vận động xuống cấp nghiêm trọng, đường chạy thì lồi lõm và có cả đường ống nước vắt ngang. Trang thiết bị không có gì nhiều nếu không muốn nói là rất đơn sơ. Cũng có thể hình dung ra việc Felix cùng các đồng đội ít có khả năng tiếp cận dinh dưỡng và chất bổ sung như các vận động viên quốc gia khác. Các bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết Felix chỉ mới 24 tuổi thôi ạ. Tuy nhiên, anh mang gương mặt khắc khổ như một người từng trải vậy. Nói tóm lại thì thực lòng người Việt Nam cầu chúc cho nước bạn Timor-Leste sẽ tìm được niềm vui ở các nội dung điền kinh khác của Felix. Tiếc rằng may mắn đã không mỉm cười, rồi bà Kesatina và Felix sẽ sớm trở về Timor-Leste mà không có tấm huy chương hay thọ bông bô rây trong hành trang. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn luôn nhớ về Felix Bertaud, một vận động viên tài năng, kiên cường và dễ mến đến từ mảnh đất xa xôi Timor-Leste. Họ sẽ không bị lãng quên, mình chắc chắn là những người Việt Nam như chúng ta vẫn nhớ tới và dõi theo họ. Và nếu có cơ hội đến Việt Nam thì chắc chắn bạn sẽ không thất vọng đâu, đất nước và người dân chúng tôi rất yêu quý nước bạn. Bởi lẽ hơn ai hết, người Việt Nam cũng từng đi lên từ vũng bùn khó khăn. Chúng tôi rất hiểu những gì mà các bạn đang trải qua. Hy vọng rằng các cổ động viên Timor-Leste sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa ở những giải đấu tương lai. Còn các bạn nghĩ sao sau khi xem video hôm nay? Các bạn đừng quên chia sẻ suy nghĩ của mình bên dưới phần bình luận nha! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.